Trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bốn người đúng không? Rồi. Được. Ra nốt. Nốt chú Phương nốt. Yên tâm là vào đây là đi ăn đầu tiên. Quốc Anh luôn luôn biết cách áp dụng những cái thứ mới và những ca khúc mà Quốc Anh chọn và thể hiện. Bạn là một trong số ít những thí sinh từ đầu đến giờ mà vẫn giữ nguyên được một cái gu âm nhạc đó, kể cả nhạc nước ngoài hay là nhạc Việt Nam. Phương nghĩ rằng là bạn sẽ không bị lẫn với bất kỳ thí sinh nào. Cảm ơn Đức Phương. Cảm ơn. Nghe xong đoạn bài hát em hát và khúc cuối thì anh rất là muốn đi uống trà đá Hồ Gươm xem nó như thế nào. Tại vì cũng rất là lâu vì anh không uống trà đá. Em hỏi câu đấy rất là đúng. Rất sao nhỉ? Như kiểu là à, anh có xem một cái bộ phim. Thực sự anh cũng đang không hiểu anh nói gì nữa. Đấy là thể hiện ra cái sự bối rối. Thực sự anh cũng rất là bối rối sau khi nghe em hát xong. Mà nó cái sự bối rối đấy nó rất là khó tả, khó nói. Tất cả mọi người đều chỉ quan tâm và chỉ để ý và nghe em hát. Và thực sự là anh muốn nghe em hát nhiều hơn như thế nữa. Thôi không nói nữa đâu, để vòng sau tiếp nhá. Vòng này đang không bình tĩnh lắm. Cảm ơn em rất nhiều. Anh chọn em. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Giọng hát của em rất mới. Giọng hát của em mới và có một chút khàn khàn nữa. Và anh thích cái giọng hát này. Nhưng mà nếu mà với cái giọng hát này ở trong ca khúc này mà em xử lý thêm nhiều hơn thì sẽ làm mọi người bất ngờ nhiều hơn nữa. Anh nghĩ là anh sẽ cho em một cơ hội. Cảm ơn em rất nhiều, anh chọn em. Khi mà đứng ở cái vị trí đó thì cái số ngày tập của bạn chỉ có một ngày. Và để tập trong cái thời gian ngắn như vậy mà làm được như bọn em thì anh nghĩ khéo anh cũng không làm được. Anh sẽ chọn theo cái tiêu chí để đi đường dài. Và cũng như rằng là cái yếu tố để có thể khán giả sẽ thích thì anh sẽ chọn nhóm Siêu. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài.